căng thẳng COVID bởi danh Giê-xu. Người phải lùi xa, xa khỏi thế giới, đua xa COVID trong danh Giê-xu. Người phải lùi xa trong danh của Ngài, đắc thắng COVID bởi danh Giê-xu. Người phải lùi xa, xa khỏi thế giới, đua xa COVID trong danh Giê-xu. Người phải lùi xa trong danh của Ngài, trong danh Giê-xu COVID tiêu tan, trong danh Giê-xu người phải tan biến. Biên phạt của Chúa thiêu tan COVID, COVID tiêu tan bởi Thánh Linh Ngài. Trong danh Giê-xu COVID tiêu tan, trong danh Giê-xu người phải tan biến. Biên phạt của Chúa thiêu tan COVID, COVID tiêu tan bởi Thánh Linh Ngài. Đắc thắng COVID bởi danh Giê-xu. Người phải lùi xa, xa khỏi thế giới, đua xa COVID trong danh Giê-xu. Người phải lùi xa trong danh của Ngài, đắc thắng COVID bởi danh Giê-xu. Người phải lùi xa, xa khỏi thế giới, đua xa COVID trong danh Giê-xu. Người phải lùi xa trong danh của Ngài, trong danh Giê-xu COVID tiêu tan, trong danh Giê-xu người phải tan biến. Tiên phán của Chúa thiêu tan COVID, COVID tiêu tan bởi Thánh Linh Ngài. Trong danh Giê-xu COVID tiêu tan, trong danh Giê-xu người phải tan biến. Tiên phán của Chúa thiêu tan COVID, COVID tiêu tan bởi Thánh Linh Ngài. Trong danh Giê-xu COVID tiêu tan, trong danh Giê-xu người phải tan biến. Tiên phán của Chúa thiêu tan COVID, COVID tiêu tan bởi Thánh Linh Ngài. Trong danh Giê-xu COVID tiêu tan, trong danh Giê-xu người phải tan biến. Tiên phán của Chúa thiêu tan COVID, COVID tiêu tan bởi Thánh Linh Ngài. COVID tiêu tan